Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Top Team Việt, nơi kết nối những fan hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Những chuyển động mới nhất của các giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Trước vòng 31 Premier League, món nợ phải trả của MU. Tâm điểm của vòng 31 Premier League sẽ là trận đấu giữa Tottenham và United tại London. Thất bại 1-6 ở lượt đi là vết nhơ khó giúp cột rửa của Quỷ Đỏ dưới thời huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer, và họ cần phải trả món nợ cay đắng này. Ở trận lượt đi với Tottenham, MU đã khởi đầu như mơ với bàn thắng ngay phút thứ hai của Bruno Fernandes. Tuy nhiên, các sai lầm của hàng thủ cùng thẻ đỏ ngớ ngẩn của Martial đã khiến MU vỡ trận, thua ngược 1-6. Đây là thất bại đậm nhất mà MU phải hứng chịu dưới thời huấn luyện Solskjaer và cho cả Solskjaer khi họ không gục ngã. Sau khi vượt qua thất bại nói trên, MU còn xa lầy khủng hoảng một lần nữa khi bị đá văng khỏi Champions League. Dù vậy, Quỷ Đỏ đã dần dần lấy lại sự ổn định và bứt phá mạnh mẽ ở Premier League. Lúc này họ chỉ đứng sau Man City và hơn Tottenham đến 11 điểm. Nói đơn giản, hoàn cảnh hiện tại của MU và Tottenham hoàn toàn trái ngược so với trận lượt đi. Lúc này Tottenham mới là đội khốn đốn vì khủng hoảng, mù tim, lần lượt bị đá văng khỏi FA Cup và Europa League. Từ chỗ là ứng cử viên vô địch giai đoạn đầu mùa, Tottenham có nguy cơ không thể chen chân vào top 4. Ngoài trận chung kết Carabao Cup với Man City, Tottenham đang rất có nhiều vấn đề. Vì vậy, đây là cơ hội tốt cho MU trả nợ và vùi đối thủ xuống sâu hơn. Quỷ Đỏ vừa cao cúp khải hoàn từ Tây Ban Nha trở về và hừng hực khí thế. Vấn đề duy nhất với MU là thể lực, nhưng Solskjaer tự tin, các học trò của ông sẽ kịp hồi phục. Cuộc đua top 4 ngày càng nóng bỏng hơn khi Leicester đụng độ West Ham. Leicester đang đứng thứ 3 với 56 điểm, trong khi West Ham đứng ngay sau với 4 điểm ít hơn. Kết quả trận đấu này có thể tạo ra bước ngoặt lớn cho nhóm dẫn đầu Premier League và Liverpool, Chelsea là những đội được hưởng lợi nhiều nhất. Vòng này Liverpool phải tiếp đón Aston Villa, Chelsea làm khách của Crystal Palace. Hai đội bóng trở lại từ Champions League với các kết quả khác nhau, nhưng cùng chung mục tiêu là giành 3 điểm. Về lý thuyết, Liverpool gặp khó khăn hơn, nhưng Chelsea cũng không được phép chủ quan trước Palace, một đội chuyên ngáng đường ở mùa này. Ở các trận đấu khác, Man City sẽ có màn so tài hứa hẹn rất hấp dẫn với Leeds United. Man City coi như đã vô địch mùa này, và huấn luyện viên Pep Guardiola không giấu giếm ý định cất các trụ cột cho Champions League. Tuy nhiên họ vẫn rất mạnh. Sự thú vị nằm ở chỗ Leeds không biết sợ là gì. Đội bóng của Bielsa từng khiến Man City toát mồ hôi hột ở lượt đi và họ hứa hẹn sẽ tái hiện điều đó tại Etihad. Vắng ba trụ cột ở lượt về với Granada, Solskjaer nổi cáu. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tỏ ra rất không hài lòng với việc bộ ba Harry Maguire, Luke Shaw và Scott McTominay bị treo giò ở trận lượt về tứ kết Europa League. Rạng sáng nay dù phải làm khách trên đất Tây Ban Nha, nhưng mai tức vẫn thể được sự khác biệt về kinh nghiệm, đẳng cấp và chất lượng đội hình trước Granada. Hai pha lập công của Marcus Rashford cùng với Bruno Fernandes giúp Quỷ Đỏ thắng nhẹ nhàng 2-0, qua đó đặt một chân vào vòng bán kết Europa League. Đáng chú ý, bộ ba Harry Maguire, Luke Shaw và Scott McTominay sẽ bị treo giò ở trận tứ kết lượt về trên sân Old Trafford sau đây một tuần vì nhận đủ thẻ vàng. Không ít ý kiến cho rằng huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã chủ động cho học trò tẩy thẻ trước đối thủ thua kém về mọi mặt. Dù vậy, huấn luyện viên Solskjaer lại tỏ ra rất tức giận và có phần gay gắt trước việc trọng tài rút thẻ với ba ngôi sao của Man United. Trong chia sẻ sau trận, chiến lược gia người Na Uy khẳng định ông không hề hài lòng bởi những chiếc thẻ phạt. Đây không phải là một trận đấu hoàn hảo. Chúng tôi đã phải nhận 3 thẻ vàng, đồng nghĩa với 3 án treo giò ở trận lượt về. Tuy nhiên 2-0 là một kết quả rất tốt. Tất cả chúng tôi đều biết việc làm khách tại Tây Ban Nha khó khăn đến thế nào. Chúng tôi đã chơi tốt để có được kết quả này. Solskjaer cũng dành những lời có cánh cho hai ngôi sao đã ghi bàn cho Man United là Rashford và Bruno. Họ thật tuyệt vời, đó là những cầu thủ rất quan trọng đối với chúng tôi. Rashford đã có pha bứt tốc rất tốt và đòn bóng hoàn hảo. Bruno tự tin trong tình huống sút phạt đền dù thủ môn của Granada suýt cản phá được. MU dùng Lingard chiêu mộ Declan Rice. May tức sẽ sử dụng Jason Lingard làm nhân tố thuyết phục West Ham bán Declan Rice cho họ. Theo nguồn tin uy tín The Atlantic, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer rất hâm mộ Declan Rice. Tiền vệ đa năng người Anh sở hữu mọi tố chất mà huấn luyện viên người Na Uy mong muốn ở một cầu thủ có thể qua áo MU. Ngoài ra, anh cũng chơi ở vị trí mà MU cần bổ sung ở mùa giải tới khi Nemanja Matic đã xuống phong độ trông thấy. Hiện tại Declan Rice đang phải nghỉ thi đấu 4-6 tuần vì chấn thương đầu gối, nhưng điều đó không ngăn cản người MU bàn tán về một vụ chuyển nhượng tiềm năng. MU thậm chí cố gắng chiêu mộ Declan Rice trước vòng chung kết Euro 2020, qua đó tránh nguy cơ tiền vệ 22 tuổi này tỏa sáng và tăng giá. Hiện tại MU đang sở hữu một quân bài quan trọng trong thu vụ này, đó là Jesse Lingard, tiền vệ người Anh cập bến West Ham vào cuối tháng 1 vừa qua và bùng nổ khó tin. Trước khi đến West Ham, Lingard chỉ có vỏn vẹn 3 lần ra sân ở mùa giải này và không tạo dấu ấn nào ở MU. Tuy nhiên, anh lập tức tỏa sáng với 6 bàn thắng và 4 pha kiến tạo chỉ sau 8 trận đấu ở Premier League.
Màn trình diễn như mơ của Lingard khiến West Ham nóng lòng mua đứt anh. Thế nhưng, MU lại không muốn chuyện đó xảy ra, cho dù thực tế cho thấy họ không mặn mà giữ Lingard. Cuối năm ngoái, MU đã kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với Lingard để tránh nguy cơ mất trắng thêm hiện nay. Giá trị của Lingard đã tăng vọt trong thời gian qua và MU tự tin thu về 20-25 triệu bảng khi bán anh vào mùa hè này. West Ham đương nhiên chỉ được ưu tiên nếu chấp nhận để Rice ra đi theo chiều hướng ngược lại. Tất nhiên, MU vẫn phải bù thêm một khoản tiền lớn trong thủ này. Người đại diện phủ nhận Mbappe đồng ý đến Real. Trước những thông tin về việc Kylian Mbappe đã đồng ý gia nhập Real vào mùa hè 2021, người đại diện của anh đã lên tiếng bác bỏ. Thêm một lần nữa, Kylian Mbappe trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới với cú đúp PSG đánh bại Bayern Munich 3-2 ở trận lượt đi tứ kết Champions League. Tiền đạo người Pháp đã chứng minh đẳng cấp của quả bóng vàng tương lai khi chọc thủng lưới thủ môn xuất sắc Manuel Neuer 2 lần chỉ bằng 2 cú dứt điểm. Cứ mỗi khi Mbappe rực sáng, những tin đồn liên quan đến tương lai của anh lại xuất hiện dồn dập hơn. Như thường lệ, Real lại được nhắc đến là bến đỗ tiềm năng nhất của ngôi sao 22 tuổi. Anh chỉ còn hợp đồng với PSG đến hè 2022, nhưng có vẻ không mặn mà trong việc gia hạn. Phía PSG thực tế rất thiện chí và đã nỗ lực đàm phán với Mbappe suốt nhiều tháng trời. Dù vậy, vấn đề với tuyển thủ Pháp dường như không chỉ là tài chính, mà anh muốn tới một câu lạc bộ truyền thống có khả năng giành vinh quang Champions League cao hơn. Hôm qua, nguồn tin uy tín hàng đầu tại Tây Ban Nha, Cadenaser khẳng định, Mbappe đã chính thức thông báo với PSG rằng anh sẽ không gia hạn hợp đồng và chấp nhận đầu quân cho Real ngay ở phiên chợ hè năm nay. Josep Pedrerol của El Chiringuito đưa ra thông tin tương tự. Chủ tịch La Liga Javier Tebas thậm chí còn bóng gió. Josep Pedrerol đã thông báo Mbappe sẽ tới Real Madrid hè này ư? Pedrerol giống như người truyền đạt thông tin cho Florentino Perez, chủ tịch Real, nên chắc chắn ông ấy biết rõ hơn tôi. Tuy nhiên, nguồn tin uy tín hàng đầu tại Pháp, Mohamed Bouazizi của AMC Sport đã liên lạc với người đại diện Mbappe để làm rõ thực hư. Theo Bouazizi, ông đã được đại diện của tuyển thủ Pháp xác nhận rằng chưa có bất cứ thông báo nào với PSG về việc thân chủ của mình sẽ tới Real vào mùa hè. Người đại diện của Mbappe cho biết PSG và tiền đạo này vẫn đang thảo luận hợp đồng mới, thế nhưng quá trình đàm phán rất phức tạp bởi nhiều lý do. Khả năng cao tương lai của ngôi sao người Pháp sẽ chỉ được ấn định sau khi mùa giải năm nay khép lại. Arsenal hòa cay đắng, Arteta vẫn tự tin vào bán kết. Dù tỏ ra rất thất vọng sau trận hòa Slavia Praha, nhưng huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn tự tin khẳng định Arsenal sẽ giành vé vào vòng bán kết Europa League mùa này. Rạng sáng nay, Arsenal có màn tiếp đón đội bóng đến từ Cộng hòa Séc Slavia Praha. Chung cuộc, thầy trò về Mikel Arteta chỉ có được một trận hòa, một điều đáng thất vọng. Trên sân nhà, Arsenal tỏ ra vô cùng bế tắc trước hàng phòng ngự kiên cố của Slavia Praha. Mãi đến phút thứ 86, họ mới tìm được bàn thắng mở tỷ số do công của Nicolas Pepe. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tay gang. Đúng vào phút bù giờ thứ 3, pháo thủ lại để đội khách có bàn gỡ hòa một đều sau tình huống phạt góc. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Arteta tỏ ra vô cùng thất vọng. Ông cho rằng Arsenal hôm nay đã chơi tốt và bàn thắng phút bù giờ của Slavia Praha khiến tất cả mọi thứ thay đổi. Mặc dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn tin tưởng đội nhà có thể giành tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết. Trận đấu này thực sự khó khăn bởi chúng tôi đã phải chạm trán một đội bóng mạnh. Trước đó, Slavia Praha cũng đã đánh bại nhiều câu lạc bộ lớn và chứng tỏ họ không phải là đối thủ dễ chơi. Họ khiến trận đấu có rất nhiều tình huống, một đấu một và chúng tôi buộc phải tìm ra cách giải quyết. Nếu vượt qua những tình huống này, chúng tôi sẽ tạo ra các cơ hội ghi bàn, còn nếu không, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn. Hôm nay chúng tôi đã chơi hiệu quả trong việc tạo áp lực lên đối thủ. Họ có khả năng đoạt lại bóng rất tốt, nhưng chúng tôi vẫn kiểm soát tốt trận đấu. Mặc dù vậy, kết quả cuối cùng lại có chút đáng thất vọng. Chúng tôi đã ghi được bàn thắng đúng như ý muốn, nhưng cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Các cầu thủ đã có 2 hay 3 tình huống chơi không tốt và phải chịu phạt góc. Những chuyện như vậy lúc nào cũng có thể xảy ra và nó làm thay đổi cảm xúc của chúng tôi sau trận đấu. Mặc dù vậy, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong trận lượt về và đi tiếp. Nếu không, tôi sẽ chẳng ngồi đây nữa. Các cầu thủ phải luôn giữ trong đầu tư tưởng rằng chúng tôi phải ghi bàn trên sân khách, bởi đây là cách duy nhất để vào bán kết, Arteta cho hay. Trận lượt về sẽ diễn ra sau đây một tuần trên sân Sinobo Stadium ở Praha, Cộng hòa Séc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.